Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài C3, trang 157, sách giáo khoa vật lý 9. Nội dung bài C3 như sau. Thiết bị thí nghiệm trên có thể làm cho viên bi có thêm nhiều năng lượng hơn thế năng mà ta cung cấp cho nó lúc ban đầu không? Trong quá trình viên bi chuyển động, ngoài cơ năng ra, còn có dạng năng lượng mới nào xuất hiện không? Ta quan sát hình 60.1. Khi viên bi chuyển động, sẽ có sự ma sát giữa viên bi và bề mặt chuyển động. Sự ma sát này sẽ tạo thành nhiệt năng. Chính vì vậy, trong quá trình chuyển động, viên bi sẽ mất dần năng lượng do ta cung cấp cho nó lúc ban đầu. Ta trả lời bài C3 như sau. Thiết bị thí nghiệm trên không thể làm cho viên bi có thêm nhiều năng lượng hơn thế năng mà ta cung cấp cho nó lúc ban đầu. Thiết bị này không thể làm cho viên bi có thêm năng lượng. Hơn phần thế năng mà ta cung cấp cho nó lúc ban đầu. Và ngoài ra, trong quá trình viên bi chuyển động, thì ngoài cơ năng ra, còn có nhiệt năng. Nhiệt năng này xuất hiện do ma sát. Đến đây, ta đã trả lời xong bài C3.